luôn. Đây là lươn đồng các bạn nhé. Mình sẽ quay cho các bạn đây là cái cánh đồng này. Cánh đồng mà mình đang đi câu này. Con lươn khá to các bạn nhé. Con lươn này là lươn mẹ. Khi mà nó ăn thì nó không giật giống như là các loại lươn con là các bạn sẽ cảm nhận thấy được. Cho nên là các bạn khi mà câu các cái lỗ lớn thì các bạn nên chịu khó ngồi đợi. Đấy. Đây thì mình cầm cầm cái lưới này bắt cho nên là lươn nó khó mà bị cựa quậy được. Mình bóp rất là chặt, đỡ bị tuột. Thì mình mới ghi được những cái hình ảnh như này. Đấy. Các bạn xem video thì nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Lươn khá là to.